Hello, xin chào cả nhà. Bây giờ mình đang đứng ở giữa thủ đô Tokyo các bạn. Đây, phía trước là cái tháp truyền hình Tokyo các bạn. Bây giờ mình định đi vào, mình thăm cái chùa Asakusa Kannon, hay còn gọi là Sensoji đấy. Đây là cái cổng vào đây các bạn. Đây. Đấy. Đây là ngã tư chùa này hôm nay. Bây giờ là chặn hết rồi, chỉ đi bộ thôi các bạn. Đấy. Đấy, bây giờ mời các bạn vào thăm chùa Asakusa của mình nhé. Các bạn ơi, cái chỗ đằng kia là ga tàu Asakusa đằng kia kìa. Bây giờ mình đi vào đây chùa Asakusa, là chùa cổ nhất và linh thiêng nhất ở Tokyo các bạn ạ. À, trước cổng có cái đèn lồng nặng 760 kg, mỗi lần mình thấy nó kéo dài xuống, như hôm nay chắc họ lại kéo nó cao lên thôi. Hôm nay trông nó bé bé, chứ mỗi lần nhìn trên ảnh thấy nó to lắm. Đây các bạn, mọi người đến đây du lịch rất là nhiều các bạn ạ. Đây, cho các bạn ngắm lại ngã tư ở chỗ này. Đấy. Bây giờ mình đi vào thăm chùa nhá. Ở hai bên này là có thần sấm và thần gió các bạn. Và khi vào trong điện chính của chùa thì ở đây là hai bên bán hàng lưu niệm và đồ ăn các bạn. Đấy. Asakusa Kannon. Sự tích về cái ngôi chùa này thì mình cũng không rõ lắm, nhưng mà thấy nghe kể thì bảo là hồi xưa có hai anh em nhà đánh cá các bạn ạ. Sau khi đánh cá ở dòng sông thì có một bức tượng Phật Quan Âm cao 5,5 cm thì phải. Sau nó cứ vướng vào lưới của hai anh em nhà đánh cá này. Sau hai anh em nhà đánh cá này định mang thả lại dòng sông thì sau lại đánh lưới thì nó lại, thì bức tượng lại lại trở lại. Thế là tìm cách trả lại dòng sông nhưng không được. Thế là hai anh em này mang về thì cái vị trưởng lão trong làng thì thấy nhận ra điều linh thiêng của bức tượng, thế là ông ấy mới hiến một phần đất của nhà mình để xây dựng ngôi đền này. Thế là đến thờ đến ngày hôm nay thành nơi nổi tiếng của Tokyo và cũng là chùa linh thiêng nhất ở Tokyo. Đi dạo con đường này nó dài đấy, khoảng nửa cây số các bạn. Ở đây chỉ bán toàn đồ lưu niệm với đồ ăn thôi các bạn. Thank you.
Đấy. Mọi người đến thăm rất là đông các bạn ạ. Bây giờ là 10:15 sáng ngày 21 tháng 5 năm 2023. Đấy, đi chiếc chuông gió này. Thì trước mặt mình là điện chính các bạn ạ, điện thờ Quan Âm mà. Nhìn mắt nhìn tay. Ở đây nhìn thấy tháp truyền hình Tokyo cao 634 m. Bây giờ mới sáng sớm mà đã đông như này rồi. Chiều chắc thì đông lắm các bạn. Nếu mà mình đi vào cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4 thì những cái cây hoa anh đào đây này, hoa anh đào này nó sẽ nở rực hoa các bạn, đẹp lắm. Nhưng mà bây giờ mình đi thì nó hết rồi. Kia là cái tháp 5 tầng các bạn ạ. Chùa này cũng được UNESCO công nhận là di sản văn hóa của thế giới các bạn ạ. Đây, ở đây cũng có chiếc đèn lồng to 3 chiếc. Phía trước là điện chính, điện thờ Quan Âm. To khủng khiếp các bạn. Đây. Ở trên này. Bây giờ mình đi vào điện chính xem nhé. Mọi người ra đây xúc thẻ các bạn ạ. Xúc thẻ. Ở đây có cái đình đồng thắp hương cầu nguyện. Mọi người lấy khói ở đây hất hất vào người để muốn có cầu may một điều may mắn tốt đẹp. Đấy.
kia cái cổng ở phía đằng kia. Đây là bên trong. À, và trong kia thì không được quay phim chụp ảnh đâu các bạn. Chỉ được quay ngoài đây thôi, ngoài thế này thôi. Không nhìn thấy gì cả. Người đông như kiến, càng ngày càng đông các bạn ạ. Bây giờ mình dạo ra cái tháp 5 tầng này xem. Không được vào trong cái này sao? Đóng cổng các bạn ạ. Cái tháp 5 tầng này kia đóng cổng kia không cho vào các bạn. Mọi người. Đây cũng là một cái cổng đi vào các bạn. Nhưng mà hôm nay đóng cổng. Đấy. Rồi video giới thiệu về chùa Asakusa đến đây là kết thúc. Xin chào tạm biệt cả nhà nhé. Cả nhà xem video thấy hay cho mình một like, một đăng ký để có động lực quay video. Hôm nay khá là nắng. Đây là cái đây trong một cái điện thờ này. Đây, cái chỗ này. Đấy. Này, hôm nay đi ra này.
Đây là những cây hoanh, những đào nhé các bạn nhé. Như bây giờ thì còn lá nữa các bạn. Nếu đi vào đúng dịp hoa thì đẹp lắm, nhưng mà hết hết mùa hoa rồi. Đây.